Mùa mưa như thế này, mua những cái chậu dendro nắng ở trên mạng về ghép vào chậu lớn liền được không? Mà sao ghép liên tục lại bị thối nhũng và bị vàng lá? Lý do tại sao anh chị ạ? Xin chào mừng quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong. Và ngày hôm nay Hoa Lan Di Phong sẽ chia sẻ anh chị mình một số cái trả lời một số cái câu hỏi của anh chị về việc mua những chậu dendro nắng mùa này có ghép chậu liền được hay không, và những lưu ý làm sao để tránh tiền mất tật mang. Và trước tiên vào video thì thay mặt Hoa Lan Di Phong, em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ tụi em trong những cái buổi live stream cũng như là video bán hàng, hoặc là thông qua website đồ này nọ, tất cả kênh bán hàng. Thì gần đây nhất Hoa Lan Di Phong có bùng nổ đơn hàng là cây vàng tia. Thì nói chút xíu về dòng vàng tia này. Vàng tia này là mặt hoa của nó thác hoa rất là dài anh chị. Như ở đây anh chị có thể ghép tầm khoảng là 3 chậu thôi, nhưng mà vòi hoa rất là dài, hoa thơm. Và một điều đặc biệt nữa là màu sắc lên đậm, một màu vàng tươi sáng, những cái tia sọc gân màu đỏ vô cùng rực rỡ hơn so với là những cái chậu vàng tia hồi xưa. Và có một điều lưu ý nữa là một số của chú anh chị á, góp ý rằng Hoa Lan Di Phong á, những cái chậu dendro nắng vàng tia này á, nó sẽ không thơm. Nhưng mà thật ra anh chị, nắng á, ngay như ngày hôm qua em rút hàng từ 10 giờ cho tới giai đoạn là 2-3 giờ chiều, nó vẫn rất là thơm anh nha. Và một điều nữa, đối với dòng vàng tia này thì thác hoa dài, thân thủ đẹp. Anh chị thấy như một cái chậu này, 1 gang, 2 gang, 3 gang tay, cái vòi hoa rủ xuống rất là đẹp. Chưa tính tới thân thủ và lá này nha anh chị ạ. Hiện tại Hoa Lan Di Phong đang xuất bán vàng tia giống Thái này là với là hai size. Một size là cây cao to như thế này đây, 1 gang, 2 gang, hơn 3 gang tay, và đang nhú rất nhiều vòi hoa thân thủ đẹp như vậy. 3 chậu cao to đang nhú siêu vòi hoa 3 gang tay này, từ 1 tới 2 thân sẽ với mức giá 175.000 đồng. Với lại thêm một size nữa là cái cây vàng tia siêu bụi lùm, từ 2, 4, 6, 7 thân, từ 4 tới 6 thân cũng đang nhú vòi hoa luôn, nhưng mà nó hơi lùn hơn chút xíu, tầm khoảng hơn một gang tay của em. 3 chậu siêu bụi lùm đang nhú vòi hoa này cực kỳ hiếm có trên thị trường, cũng với mức giá 175.000. Và khi mà anh chị mua hàng của Hoa Lan Di Phong, thí dụ anh chị mua một chậu 3 chậu vàng tia siêu bụi lùm đang nhú vòi như vậy đi, thì anh chị ghép vào chậu thiết kế phi 25 hoặc là phi 21 thì nó không vừa đâu, anh chị phải lấy những cái phi lớn hơn, 35, 40, 45. Tại vì anh chị biết vào một chậu thiết kế nè, em bỏ size chậu 12 vô thôi, siêu bụi lùm bên em là bằng một chậu thiết kế rồi. Thì mùa này á, thí dụ anh chị mua chậu bụi lùm về đi, anh chị rất là tiện lợi, chỉ với mức giá 175.000 mà em bao ship nữa. Bởi vì tiện lợi vì sao anh chị? Thay vì anh chị mua trên mạng, anh chị 3 chậu anh chị ghép một chậu, nhưng mà những cái hàng siêu bụi lùm bên em như vậy nè anh nha, siêu bụi lùm và đang nhú vòi hoa, siêu bụi lùm đang nhú vòi hoa như vậy, thì anh chị sẽ được 3 chậu thiết kế thay vì một chậu, chỉ với mức cùng với mức giá 175.000. Em để xe chậu 12 này vào. Và cô chú anh chị mình lưu ý, nếu mà anh chị muốn thuần thang hoặc thuần thông á, thì mùa này anh chị không thuần được, đó là điều em phải nói khẳng định với anh chị, mặc dù em đã thử rất nhiều cách rồi. Bởi vì mùa này anh chị, khi mà anh chị thí dụ anh chị tháo cái phi chậu 12 ra đi, anh chị tách hết sơ dừa, hoặc là anh chị chừa lại một ít mà cái anh chị bỏ giá thể than hoặc bỏ thông vào liền á, thì khi mà bộ rễ nó chưa có mưa nó xuống nữa thì tỷ lệ thối và vàng lá nó rất là nhanh chóng, đặc biệt là thối, anh chị thối coi như anh chị bỏ chậu này. Và em khuyên anh chị mùa này anh chị không nên ghép chậu. Thí dụ anh chị muốn ghép chậu thì anh chị đợi hoa anh chị chơi cho tới qua mùa xuân đi, lúc đó giai đoạn lúc đó thời tiết nó sẽ ấm hơn, quý cô chú anh chị mình có thể là việc tách hết giá thể ra, anh chị có thể thuần thang lại thì nó dễ. Còn bây giờ những cái chậu đẹp đẹp á, anh chị lưu ý giùm em, anh chị để nguyên cục sơ dừa vậy nha, đừng có động gì tới bộ rễ nó hết, anh chị để nguyên như vậy, để nguyên cục sơ dừa anh chị để vào chậu thiết kế. Thì nhờ camera xích lại đây chút xíu anh nha. Thì cái chậu thiết kế này em đang vào chậu á, là chậu phi 25. Thì phi 25 này á, thì em để nguyên bộ rễ nè. Chậu vàng tia bên em bán anh chị thấy siêu bụi lùm không? Và ở dưới á, em có sử dụng một ít là cái chậu nhựa phi 12 cũ em cắt ra để cho thoáng bộ rễ. Và sau đó em cố định, nè anh chị thấy, để vào sát nè. Và em sẽ cố định cái chậu vàng tia này lại.
em sẽ cố định bằng cách buộc hai đường chéo. Đây, đường chéo thứ nhất, em cột cố định một đầu bên đây, và từ đây em gạch ngang qua. Đó, em gạch lại. Đây là cách mà phải nói là cột chặt nhất. Đây, là một đường ngang qua như thế này, và em sẽ cột lại, cột cái đường ngang lại. Và tiếp theo nữa, em sẽ cột thêm tiếp tục một đường ngang để cho làm sao nó đối xứng được cái chậu. Em cũng cột chặt rồi, theo một hình dấu ít ở hành gia. Đây em cũng để. Nhưng mà cô chú anh chị mình khi mà lòn cọng dây này vô, anh chị nhớ là tránh thân cây nha. Coi chừng mấy cái mầm á, anh chị làm nhanh quá, anh chị gạch cái mầm cái là bay đi cái mầm thì nó uổng. Anh chị gạch lại luôn. Thay vì anh chị phải quấn trên nhiều thân rất là nhiều cái, nhưng mà đôi khi á, nó sẽ không có cố định được cái cây. À, như cỡ vậy thì cái chậu mình quá cứng rồi. Anh nhà thay vì anh chị sẽ quấn vòng 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 xung quanh thì em sẽ chọn cách này. À, và sau đó em sẽ không có bỏ than hoặc bỏ thông vào liền anh nha. Thì em sẽ kích rễ. À, em để tránh mưa. Tại vì khi mà ghép á, sẽ động tới bộ rễ, và em sẽ để tránh mưa tầm khoảng từ 3 tới 4 ngày. Em sẽ không tưới gì hết để khô cây vậy. Và sau đó em sẽ đi. Em ở đây bản thân em anh nha, sẽ đi là em đi là Superroot B1 và ORG Home. Mỗi thứ là 1 C 1 lít nước, thì có nhiệm vụ là ra rễ và bật mầm. Khi mà anh chị tưới 4 ngày một lần, tưới vào lúc buổi sáng, anh chị tưới tầm khoảng là từ 2 tới 3 tuần, anh chị thấy sẽ thấy rễ đầu xanh nó sẽ bắt đầu ra rất là nhiều, mầm nó sẽ bắt đầu bật lên. Thì lúc đó anh chị mới bỏ than và bỏ thông vào anh nha. Bởi vì sao mà em chia sẻ anh chị cách này? Tại vì bây giờ á, nếu mà anh chị để nguyên bộ rễ và như vậy anh chị bỏ than và bỏ thông vào liền á, thì anh chị để ngoài mưa hoặc là thời tiết nó thất thường á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới trong lúc mình ghép chậu nè, thì những có những cái rễ nó hư hoặc có những cái mầm nó hư, anh chị để vào thì nó sẽ không thoáng được, không thoáng được cái bộ rễ. Và lúc đó anh chị tưới phân nè, tưới nước nè, mưa xuống nè, thì cái tỷ lệ vàng lá và úng thân á, nó xảy ra rất là nhiều đó. Bởi vậy anh chị phải là mua thêm một cái chậu khác để ghép. Anh chị thử sử dụng cách em để thoáng ở dưới, sau đó anh chị giữ cục sơ dừa này chỉ áp dụng trong mùa mưa thôi nha. Sau Tết thì anh chị có thể là làm theo cách khác. Sau Tết thì em sẽ hướng dẫn ở một video tiếp theo. Và sau đó anh chị kích rễ, rễ ra đậu xanh nhiều rồi, anh chị xử lý giá thể, anh chị để xung quanh này, nhưng mà đừng có để lắp cái gốc là ok. Cây của anh chị là anh chị sẽ tự tin trồng được những chậu thiết kế đẹp như thế này. Chỉ cần 175.000 anh chị mua được 3 chậu vàng tia, anh chị về ra được 175.000 anh chị mua được 3 chậu vàng tia, anh chị sẽ về được ra thành được 3 chậu thiết kế vàng tia khủng như thế này. Được chưa? Còn trường hợp mà quý cô chú anh chị mình thích cao to, ít thân nhưng mà cao to từ 2 tới 3 thân, để anh chị làm những cái chậu tác phẩm bự thay vì những chậu bụi lùm như hồi nãy, thì anh chị vẫn sử dụng cách của em. Anh chị để nguyên sơ dừa và anh chị cố định ba cái chậu lại với nhau. Nhưng mà lưu ý cũng đừng có bỏ vỏ thông hoặc than vào liền, đừng bỏ giá thể vào liền, mà ngay sau đó anh chị bỏ vào nơi thoáng mát từ 3 tới 4 ngày, anh chị kích rễ cũng như giống như cách hồi nãy, nhưng mà thay vì cây này cao to hơn thôi. Và hy vọng quý cô chú anh chị mình khi mua được những cái chậu mà vàng tia, hoa vừa đậm màu, lại xiên hoa, thân thủ đẹp, có hương thơm nữa, dễ dàng chăm sóc, thì với cách chia sẻ vừa rồi, Hoa Lan Di Phong sẽ giúp anh chị được những cái chậu thiết kế vàng tia đẹp như thế này khoe sắc ở nhà mình. Cô quý cô chú anh chị mình còn vấn đề nào thắc mắc khi mua hàng tại Hoa Lan Di Phong, hoặc thắc mắc trong quá trình chăm sóc mùa lan, chăm sóc những cái dòng phong lan của mình, đặc biệt là trong mùa mưa này, thì quý cô chú anh chị mình có thể đặt lại câu hỏi để Hoa Lan Di Phong sẽ trả lời bằng những video hết sức cụ thể ở những video lần sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã lựa chọn Hoa Lan Di Phong trong rất nhiều sự lựa chọn. Hy vọng rằng Hoa Lan Di Phong sẽ là mãi là người bạn đồng hành cùng quý anh chị trong thời gian sắp tới đây và xa hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ.